cập nhật các tiến bộ trong điều trị bổ trợ ung thư phổi không tế bào nhỏ nối tiếp theo phần phẫu thuật của tiến sĩ Kiểm. Thế thì theo bài trình bày của bác sĩ Kiểm thì chúng ta cũng thấy rằng là ung thư phổi hiện nay đang là một cái gánh nặng bệnh tật tương đối lớn đối với ngành ung thư nói chung và đối với mô hình bệnh tật nói riêng. Mỗi một năm ấy thì chúng ta sẽ có tới 26.262 bệnh nhân mắc mới tại Việt Nam được chẩn đoán là ung thư phổi theo cái thống kê mới nhất của Globocan năm 2020. Và cái việc điều trị ung thư phổi nó sẽ tuân theo đa mô thức và sẽ chủ yếu nó sẽ theo nhiều các yếu tố để mà quyết định xem là một bệnh nhân này sẽ điều trị phẫu thuật hay có kết hợp với xạ trị hay là hóa trị hay điều trị đích hay điều trị miễn dịch. Thì có nhiều yếu tố để ảnh hưởng tới các cái phác đồ lựa chọn của thầy thuốc. Tuy nhiên cái yếu tố mà được gọi là một trong số yếu tố chính ấy, đó là giai đoạn. Và các quý đồng nghiệp có thể thấy đối với cái giai đoạn được định nghĩa là sớm, tức là bệnh nhân có thể được phẫu thuật triệt căn, thì nó rơi vào giai đoạn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3A. Và các cái phương pháp chúng ta có thể phối hợp đối với giai đoạn này đó là phẫu thuật là nền tảng, sau đó các cái điều trị xạ trị, hóa trị sẽ được coi là các cái điều trị hỗ trợ làm nâng cao hiệu quả của phẫu thuật, giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Các quý đồng nghiệp cũng có thể thấy là tiên lượng của bệnh nhân theo giai đoạn nó khác hẳn từ giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 4, đặc biệt là trong cái phần giai đoạn sớm mà có thể mổ được thì các quý đồng nghiệp cũng có thể thấy càng phát hiện sớm thì cái tỷ lệ sống thêm sau 5 năm của bệnh nhân càng gia tăng. Và phẫu thuật được coi là xương sống đối với giai đoạn sớm từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3A. Tuy nhiên là theo các cái thống kê thì người ta thấy rằng là trong vòng 1 đến 2 năm thì cái tỷ lệ bệnh nhân tái phát tương đối là cao. Và thậm chí ở cái giai đoạn 3 chúng ta có tới 2/3 bệnh nhân, tức là khoảng hơn 70% bệnh nhân là đã được phẫu thuật triệt đề rồi, phẫu thuật cắt tủy phổi rồi vết hạch, tuy nhiên là vẫn bị tái phát và tiến tới cái giai đoạn tái phát hoặc là di căn. Như vậy, cái bài toán đối với các nhà khoa học là làm thế nào để nâng cao cái hiệu quả của phẫu thuật, làm thế nào là bệnh nhân đã trải qua một cái cuộc phẫu thuật triệt để rồi mà sẽ giảm cái nguy cơ tái phát đi, bệnh nhân không phải bị tái phát hoặc là di căn trong vòng 5 năm tiếp theo hoặc là vĩnh viễn. Đây là một cái bài toán mà các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu cho ra đời nhiều các liệu pháp nhằm nâng cao cái hiệu quả của phẫu thuật. Đối với những bệnh nhân mà đã gặp phải tái phát thì chủ yếu là các bệnh nhân sẽ có những cái tái phát di căn chiếm tới 44%, tức là gần một nửa bệnh nhân sẽ là tái phát di căn xa, và chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn điều trị là di căn và cái khả năng phẫu thuật phẫu thuật ở giai đoạn này là không thể và cái khả năng chữa khỏi là gần như rất là thấp. Các cái điều trị để hỗ trợ nâng cao cái hiệu quả của phẫu thuật đối với giai đoạn này chúng ta có thể phân tách ra là điều trị tân bổ trợ, điều trị bổ trợ hoặc là điều trị perioperative, có nghĩa là kết hợp cả tân bổ trợ và sau đó là bổ trợ sau phẫu thuật. Các cái nghiên cứu thì liên tục được tiến hành, các quý đồng nghiệp có thể thấy rằng là đối với giai đoạn tân bổ trợ chúng ta có các cái nghiên cứu liên quan đến miễn dịch. Đối với giai đoạn bổ trợ chúng ta cũng có các cái nghiên cứu liên quan đến miễn dịch, liên quan đến thuốc đích, rồi là điều trị tân bổ trợ kết hợp với phẫu thuật rồi đến bổ trợ. Chúng ta cũng thấy là cũng đang có rất nhiều các ngành nghiên cứu được tập trung nghiên cứu cho các cái giai đoạn này và hứa hẹn trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều các cái liệu pháp cũng như nhiều các cái phương pháp kết hợp mới. Vậy thì bài trình bày của chúng tôi sẽ phân ra làm 2 phần chính. Thứ nhất đó là hóa trị tân bổ trợ, điều trị tân bổ trợ. Phần thứ hai đó là điều trị bổ trợ sau phẫu thuật. Thế thì đối với tân bổ trợ chúng ta cũng thấy là đang có rất là nhiều các cái nghiên cứu, trong đó nổi bật lên có một cái nghiên cứu, đó là nghiên cứu TrackMed. Đây là một nghiên cứu pha 3 điều trị tân bổ trợ với kết hợp giữa miễn dịch với hóa trị có platinum, và liệu pháp miễn dịch ở đây người ta lựa chọn đó là nivolumab. Đối với giai đoạn là từ giai đoạn 1B đến giai đoạn 3A có thể phẫu thuật triệt căn. Trước phẫu thuật thì người ta sử dụng các phác đồ liên quan kết hợp giữa miễn dịch và hóa chất có platinum, sau đó thì tiến hành phẫu thuật. Thì người ta nhận thấy rằng là việc điều trị với tân bổ trợ với hóa miễn dịch giúp cho cái khả năng
đáp ứng và cái khả năng mà đáp ứng trên giải phẫu bệnh sau khi chúng ta mổ được cắt khối u nó cao hơn hẳn so với cả chúng ta không dùng tân bổ trợ trước đó, và kéo dài thêm cái thời gian sống thêm, không bệnh tiến triển sau khi phẫu thuật cho người bệnh có ý nghĩa thống kê. Vì vậy mà năm tháng 3 năm 2022 thì FDA ngay lập tức sau thành công của nghiên cứu này đã phê duyệt cho Nivolumab, được gọi là cái miễn dịch đầu tiên được phê duyệt cho cái giai đoạn tân bổ trợ đối với những bệnh nhân có thể mổ được từ giai đoạn 1B đến giai đoạn 3A. Một nghiên cứu khác là nghiên cứu Egan, là nghiên cứu này thì tiến hành là điều trị hóa miễn dịch trước và sau đó phẫu thuật và tiếp tục điều trị bổ trợ. Thì người ta cũng thấy rằng cái việc điều trị tân bổ trợ sau đó phẫu thuật và điều trị bổ trợ cho giai đoạn từ 2 đến 3A cũng giúp kéo dài thời gian sống thêm không bệnh cho bệnh nhân có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên là FDA thì chưa phê duyệt cho chỉ định này và Bộ Y tế cũng chưa phê duyệt cho chỉ định này, mặc dù chúng ta có Duvalumab đã được lưu hành tại Việt Nam. Một nghiên cứu khác cho giai đoạn này đó là tân bổ trợ trước phẫu thuật, đó là Keynote 671. Keynote 671 thì người ta nghiên cứu là điều trị pembrolizumab kết hợp với hóa miễn dịch với miễn dịch cho giai đoạn từ 2 đến 3B, và nghiên cứu này thì cũng đã đạt được cái tiêu chí chính, đó là DFS, cải thiện DFS hơn so với cả chúng ta không điều trị bằng hóa miễn dịch với nhóm chứng nhá. Thì tuy nhiên là mặc dù là OS là có cái xu hướng cải thiện hơn so với cái, ở cái nhóm mà điều trị hóa miễn dịch, nhưng mà nó không đạt được kỳ vọng của nghiên cứu đặt ra, mặc dù P có ý nghĩa thống kê. Vì vậy hiện nay thì FDA vẫn chưa phê duyệt cho chỉ định này và Bộ Y tế cũng chưa phê duyệt cho chỉ định này, mặc dù chúng ta có pembrolizumab được phép lưu hành, cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Ngoài ra chúng ta có một nghiên cứu nữa là Neotac. Nghiên cứu này thì sử dụng toripalimab kết hợp với hóa xạ trị điều trị cho giai đoạn 3 ung thư phổi không tế bào nhỏ và quỹ đồng nghiệp có thể thấy cái hiệu quả của cái việc kết hợp này, nó đem lại cái đường chênh lệch giữa cái nhóm có can thiệp có sử dụng thuốc mới là toripalimab so với cả nhóm chứng, một cái sự chênh lệch rất có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên là FDA cũng chưa phê duyệt cho chỉ định này và thuốc cũng chưa có tại Việt Nam. Đó là một số các cái cập nhật hiện tại qua các cái hội thảo lớn trên thế giới như World Lung Cancer hoặc là ASCO vừa rồi. Thế còn thực tế thực hành lâm sàng đối với chúng tôi thì việc tân bổ trợ trong thực hành của chúng tôi không được thực hành thường quy, mà nó sẽ được thông qua tiểu ban phổi trung thất với quyết định then chốt là thuộc về phẫu thuật viên, giống như là bác sĩ Kiểm đã trình bày ở bài trước đó. Đối với những bệnh nhân mà được quyết định điều trị tân bổ trợ phải là những bệnh nhân có tiềm năng phẫu thuật nhưng cái khả năng triệt căn là thấp, có nguy cơ là không thể tiến tới triệt căn thì sẽ được tiến hành điều trị tân bổ trợ. Thế còn Nivolumab là cái miễn dịch đầu tiên được phê duyệt cho điều trị tân bổ trợ cho giai đoạn sớm, có thể phẫu thuật được nhưng mà hiện tại chưa có tại Việt Nam. Chúng tôi chuyển sang phần thứ hai của bài báo cáo, đó là điều trị bổ trợ. Điều trị bổ trợ tức là chúng ta điều trị sau khi bệnh nhân đã phẫu thuật triệt căn. Tuy vậy, bệnh nhân có cái nguy cơ tái phát cao. Để giảm cái nguy cơ này, kéo dài thêm cái thời gian sống thêm không bệnh cho bệnh nhân thì chúng tôi sẽ tiến hành là điều trị bổ trợ cho bệnh nhân. Thế thì cái điều trị tiêu chuẩn của điều trị bổ trợ sau phẫu thuật hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới đó là điều trị có hóa trị, có platinum. Và dựa trên cái thống kê từ nghiên phân tích pool analysis LACE thì người ta thấy rằng là nếu như so giữa một cái nhóm mà có điều trị bổ trợ bằng hóa trị sau phẫu thuật với một nhóm không điều trị bổ trợ thì sẽ chênh lệch nhau là 5%, tức là trong 100 bệnh nhân chúng ta sẽ cứu được 5 bệnh nhân là không phải tái phát nhờ dựa trên việc điều trị bổ trợ sau phẫu thuật. Và nếu mà việc điều trị này là điều trị với cisplatin thì cái tỷ lệ nó còn đạt được là khoảng 8%. Và sau cái phân tích này thì hóa trị bổ trợ đã được trở thành là nền tảng điều trị nhằm giảm cái nguy cơ tái phát và kéo dài thời gian sống thêm không bệnh ở những bệnh nhân mà có nguy cơ cao sau phẫu thuật, mặc dù đã được phẫu thuật triệt để. Tuy nhiên là có một số lưu ý trong thực hành lâm sàng. Thứ nhất, từ chỉ định bổ trợ thì giai đoạn 1A không được khuyến cáo điều trị bổ trợ. Điều này cũng đặt ra câu hỏi rất là nhiều trên lâm sàng, trên thực hành lâm sàng từ phía bệnh nhân cũng như là nhiều bác sĩ thực hành lâm sàng. Bởi vì có nhiều bệnh nhân sẽ đặt ra câu hỏi cho bác sĩ lâm sàng rằng tôi mổ xong rồi, không phải điều trị gì mà tôi bị ung thư thì tôi không điều trị gì nữa, sau này tôi tái phát thì sao, tôi quá lo sợ, vậy có thể điều trị cho tôi được không? Thì câu trả lời là gì? Câu trả lời là bạn bị ung thư dù bạn phát hiện sớm nhưng mà
đặc điểm của ung thư là tái phát và di căn. Mặc dù là theo từng cái giai đoạn, ở giai đoạn 1A thì cái tỷ lệ này rất thấp, nhưng nó không phải là bằng 0%. Tuy vậy, tất cả các cái phác đồ để mà điều trị cho giai đoạn này hiện tại chưa cho thấy sự khác biệt với việc chúng ta không điều trị. Vì vậy, cái việc mà chúng ta chỉ định điều trị nó không khác biệt, nó không đem lại lợi ích gì cho bệnh nhân so với cái việc chúng ta theo dõi. Chứ không phải là bệnh nhân hiểu ngược lại rằng, hoặc là thầy thuốc lâm sàng hiểu ngược rằng là chúng ta không điều trị vì chúng ta không có cái nguy cơ tái phát. Đó thì có một cái lưu ý như vậy. Đối với giai đoạn 1B thì chúng ta cần phải cân nhắc việc điều trị bổ trợ cho giai đoạn 1B nó sẽ dựa vào các cái yếu tố nguy cơ cao. Ví dụ, u kích thước trên 4cm, cái giải phẫu bệnh là cái kém biệt hóa, tức là uy u có độ ác tính cao, có xâm lấn các cái phế mạc tạng, xâm lấn mạch, và việc vết hoạch là thực hiện không đầy đủ ở các cái cơ sở mà không có chuyên môn sâu. Rồi là các phổ hình trên cũng là một cái yếu tố nguy cơ có thể cân nhắc việc điều trị ở giai đoạn 1B này. Đối với giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì hiệu quả của hóa trị bổ trợ, đặc biệt là các cái việc điều trị bổ trợ với những cái liệu pháp tiên tiến như là điều trị TKI hay điều trị miễn dịch, đã được chứng minh lợi ích rõ ràng so với việc chúng ta theo dõi. Các cái phác đồ điều trị thì bộ đôi hóa trị dựa trên Cisplatin hiện đang là điều trị tiêu chuẩn đối với giai đoạn này. Tuy vậy, việc điều trị bổ trợ bằng hóa trị cũng là nền tảng, tuy nhiên nó gặp nhiều khó khăn trong thực hành lâm sàng vì chúng ta điều trị với Cisplatin kết hợp với hóa trị là một cái hai loại thuốc có độc tính cao, dẫn tới là trong thực tế có một thống kê người ta thấy rằng là 52% bệnh nhân không thực hiện được hoàn thiện được bổ trợ hoặc là không thực hiện được hết chu trình bổ trợ vì những cái lý do, vì bệnh nền hoặc vì tác dụng phụ mà bệnh nhân không dung nạp được. Vì vậy, cái việc không hoàn thành điều trị bổ trợ sẽ làm giảm cái hiệu quả điều trị trên bệnh nhân. Chính vì đó mà người ta sẽ đặt ra những cái thách thức trong nghiên cứu làm thế nào chúng ta sẽ có những cái thực hành điều trị tốt hơn, làm giảm cái nguy độc tính trên bệnh nhân và làm cho bệnh nhân có thể dung nạp được tốt hơn. Hiện nay với cái sự phát triển của sinh học phân tử thì chúng ta đã có những cái thành công của điều trị đích nhắm là các cái đột biến gen, hoặc là điều trị miễn dịch đã thành công trong cái giai đoạn đã có tái phát di căn, hoặc là giai đoạn 3 điều trị củng cố sau hóa xạ trị đồng thời, thì các nhà khoa học tiếp tục đẩy tới nghiên cứu ở những cái giai đoạn sớm hơn. Vậy thì cập nhật trong thời điểm hiện tại như thế nào? Thứ nhất là đối với điều trị đích, đó là những bệnh nhân mà có đột biến gen. Ở đây có hai nhóm đột biến gen lớn, đó là nhóm đột biến gen EGFR chiếm khoảng 40% đến 60% tùy theo từng chủng tộc cũng như là tùy theo từng nghiên cứu. Ở Việt Nam, đối với chủng tộc châu Á thì cái tỷ lệ đột biến gen EGFR nó tương đối cao, nó rơi vào khoảng 37-40%, thậm chí có những nghiên cứu thống kê lên tới 60%. Và đối với những bệnh nhân này, ở giai đoạn 1B, giai đoạn 1B nguy cơ cao, giai đoạn 2, giai đoạn 3 sau khi phẫu thuật có đột biến EGFR thì người ta đưa vào hai nhóm, một nhóm là có điều trị tiếp với osimertinib cộng có thể điều trị với hóa trị hoặc không, và một nhóm là giả dược, tức là chỉ theo dõi, và thời gian người ta thấy theo dõi người ta dự kiến điều trị osimertinib trong 3 năm. Tiêu chí chính của nghiên cứu này đó là thời gian sống thêm không bệnh, và tiêu chí phụ là tại các cái phân nhóm khác nhau dựa trên tình trạng sau phẫu thuật, ví dụ 1B, 2A, 2 hay 3A, rồi là thời gian sống còn toàn bộ cũng là một tiêu chí phụ. Kết quả của nghiên cứu cho thấy hai đường cong tách biệt rất là rõ rệt, tức là hiệu quả ở cái nhóm mà 2 và 3A là cái nhóm mà có nguy cơ tái phát cao nhất ấy, thì người ta thấy rằng việc điều trị với osimertinib làm cải thiện cái khả năng sống thêm không bệnh của bệnh nhân, giảm cái nguy cơ tái phát rõ rệt so với nhóm còn lại. Và vì vậy sau nghiên cứu này thì ngay lập tức FDA đã phê duyệt cho chỉ định điều trị bổ trợ osimertinib sau khi phẫu thuật triệt căn đối với nhóm bệnh nhân giai đoạn 2, giai đoạn 3A và đối với nhóm bệnh nhân 1B có nguy cơ cao. Các quý đồng nghiệp có thể thấy là một cái sơ đồ, chúng ta có sơ đồ phân tích về yếu nguy cơ thì chúng ta có thể thấy là tất cả các cái phân nhóm điều trị đều được hưởng lợi từ cái việc điều trị bổ trợ bằng osimertinib, tức là dự kiện nó rất là mạnh. Một cái nghiên cứu nữa sắp tới được công bố cho cái nhóm đột biến thứ hai
đó là đột biến ALK. Đây là nghiên cứu ALINA. Nghiên cứu này đang được kỳ vọng rất lớn làm thay đổi cái guideline thực hành lâm sàng. Với cái nhóm bệnh nhân có ALK dương tính hiện tại thì chúng ta chưa có được phê duyệt với điều trị TKI. Tuy nhiên sau nghiên cứu này chúng tôi cũng được hé lộ, được các cái tác giả của nghiên cứu hé lộ rằng kết quả của dương tính này là dương, kết quả của nghiên cứu này là dương tính, và tới đây người ta sẽ công bố kết quả ở trong ESMO tháng 11 năm 2023 tới đây. Và nếu như mà FDA phê duyệt cho chỉ định này thì alectinib là một TKI thứ hai sẽ được phê duyệt điều trị bổ trợ cho những bệnh nhân đã phẫu thuật triệt căn có đột biến ALK. Đây là cái khuyến cáo của NCCN và chúng tôi cũng đang áp dụng trong thực hành lâm sàng. Đối với giai đoạn từ 1B nguy cơ cao đến giai đoạn 3A đã phẫu thuật triệt căn thì điều trị hiện tại là chúng ta sẽ phẫu thuật, sau đó thì chúng ta sẽ cân nhắc việc điều trị hóa chất và kết hợp với thuốc TKI nếu bệnh nhân có đột biến EGFR dương tính. Phần thứ hai của chúng tôi đó là cập nhật các cái tiến bộ về việc điều trị bổ trợ với các cái liệu pháp miễn dịch. Đây là các cái nghiên cứu đang được tiến hành hoặc đã được tiến hành và dương tính với các cái liệu pháp miễn dịch mà chúng ta rất là quen thuộc. Ví dụ đó là pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, nivolumab. Chúng tôi đi vào nghiên cứu Empower 010. Đây là một nghiên cứu pha 3 ngẫu nhiên. Người ta chia các bệnh nhân mà từ giai đoạn 1A đến 1B đến giai đoạn 3A sau phẫu thuật triệt căn và được điều trị bổ trợ bằng pemetrex cộng với cisplatin hoặc là gemcitabine hoặc docetaxel kết hợp, tức là nền tảng hóa trị bổ trợ là platinum. Sau đó người ta sẽ chia hai nhóm, một nhóm điều trị miễn dịch bổ trợ atezolizumab 16 chu kỳ và một nhóm là theo dõi. Và tiêu chí chính của nghiên cứu là DFS với các phân tầng dựa trên giai đoạn, tiêu chí phụ là sống còn toàn bộ. Và đây là kết quả của nghiên cứu. Trong các cái phân nhóm này theo thì chúng ta thấy là cái việc khác biệt nó tất cả các cái giai đoạn 1B hay là giai đoạn 2 đến 3A thì đều đạt được lợi ích về DFS chênh hơn ở cái nhóm mà chúng ta có điều trị bổ trợ bằng atezolizumab so với cái nhóm mà chúng ta chỉ theo dõi. Và đặc biệt là lợi ích này nghiêng hẳn về ở cái nhóm mà có PD-L1 dương tính trên 1%. Chúng ta có thể thấy là phân lợi ích nghiêng về hầu hết các phân nhóm, chỉ trừ có phân nhóm mà có đột biến ALK dương tính thì nó không đạt được lợi ích. Và FDA đã phê duyệt cho bổ trợ cho cái chỉ định điều trị bổ trợ bằng atezolizumab trên cái nhóm bệnh là 2 đến 3A sau phẫu thuật triệt căn không có đột biến dẫn đường EGFR và ALK dương tính, kết hợp với cần phải xét nghiệm PD-L1 dương tính ít nhất là trên từ 1% trở lên. Ở Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã phê duyệt cho chỉ định điều trị với atezolizumab. Thuốc thứ hai miễn dịch trong đã được áp dụng trong nghiên cứu về bổ trợ sau phẫu thuật đó là pembrolizumab thông qua nghiên cứu PEARL hay còn gọi là nghiên cứu KEYNOTE-091. Ở đây thì đối với giai đoạn 1B nguy cơ cao cộng đến giai đoạn 3A sau phẫu thuật, người ta cũng chia làm hai nhóm, một nhóm điều trị pembrolizumab và một nhóm là không điều trị. Thì cái kết quả của nghiên cứu này cũng là một nghiên cứu dương tính và FDA thì mới đây cũng đã phê duyệt cho chỉ định điều trị pembrolizumab bổ trợ sau phẫu thuật. Đặc biệt là nghiên cứu này nó khác với cả nghiên cứu KEYNOTE-010, đó là phê duyệt điều trị cho chỉ định pembrolizumab bổ trợ là bất kể tình trạng PD-L1 và bất kể là có đột biến EGFR ALK hay không. Tuy nhiên là Bộ Y tế hiện tại vẫn chưa phê duyệt cho chỉ định này được áp dụng tại Việt Nam, mặc dù là pembrolizumab đã được lưu hành tại Việt Nam. Đây là cái kết quả nghiên cứu, các đồng nghiệp có thể thấy là hai đường cong sống thêm nó khác biệt và có ý nghĩa thống kê với P bằng 0.04. Tức là sao, chúng ta điều trị bằng pembrolizumab bổ trợ sau phẫu thuật thì sẽ cải thiện thời gian sống thêm cho bệnh nhân, giảm nguy cơ tử vong và tái phát. Trong tất cả các phân nhóm thì đều đạt được lợi ích từ phân nhóm dưới 1% cho đến phân nhóm mà dương tính cao. Mặc dù là có một lưu ý ở nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là cái sự khác biệt giữa nhóm pembrolizumab với cả nhóm placebo là không đạt được thống kê, có ý nghĩa thống kê với P bằng 0.14. Tuy nhiên trong bộ lung cancer năm 2023 vừa rồi thì nhóm phân tích có lý giải rằng thứ nhất là hai nhóm này đều chưa đạt được cái độ trưởng thành để mà phân tích, chưa đạt được cái 50% tái phát. Thứ hai nữa là
tỷ lệ bệnh nhân, cái số lượng bệnh nhân của cái nhóm TPS trên 50% này thấp, vì vậy nó có thể sẽ ảnh hưởng tới kết quả. Và đây cũng không phải là tiêu chí chính của nghiên cứu, vì vậy FDA vẫn phê duyệt cho chỉ định điều trị pembrolizumab cho bất kể tình trạng PD-L1 trên TPS. Ngoài ra thì đối với điều trị bổ trợ bằng miễn dịch thì đang có rất là nhiều các cái nghiên cứu pha 3 vẫn tiếp tục được tiến hành trên thế giới để nhằm tìm ra những cái giải pháp tối ưu cho giai đoạn này để cải thiện thời gian sống thêm và giảm nguy cơ tái phát cho bệnh nhân. Cụ thể là các nghiên cứu liên quan đến durvalumab, nivolumab hay là pembrolizumab trước hoặc là sau phẫu thuật. Vậy thì câu hỏi đặt ra đối với các nhà lâm sàng và các nhà khoa học bây giờ là chúng ta điều trị tân bổ trợ trước có lợi hơn hay chúng ta điều trị phẫu thuật rồi chúng ta mới điều trị bổ trợ thì sẽ giúp ích cho bệnh nhân hơn? Thực sự là điều này chưa có câu trả lời xác đáng dựa trên các cái thử nghiệm lâm sàng, bởi vì không có thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên nào phân ngẫu nhiên để so sánh một nhóm điều trị tân bổ trợ sau đó phẫu thuật và một nhóm là phẫu thuật rồi điều trị bổ trợ để xem là giải pháp nào tốt hơn. Tuy nhiên là sự cân nhắc sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố nguy cơ và chỉ định của thầy thuốc lâm sàng, thể trạng của bệnh nhân cũng như là các cái cung ứng sẵn có. Cuối cùng tôi xin đưa ra kết luận của bài trình bày. Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm thì phẫu thuật vẫn là một cái phương pháp chủ đạo. Tuy nhiên cũng có cần phối hợp thêm với các điều trị bổ trợ khác bằng hóa chất, bằng thuốc TKI, bằng miễn dịch để giảm nguy cơ tái phát và kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Hóa trị bổ trợ với bộ đôi có platinum và cụ thể là cisplatin là một bổ trợ tiêu chuẩn, là một cái phác đồ tiêu chuẩn để giúp tăng tỷ lệ sống thêm tại thời điểm 5 năm. Hiện tại các liệu pháp điều trị mới trong điều trị bổ trợ như điều trị đích, điều trị thuốc miễn dịch đã bước đầu cho những kết quả khả quan và đầy hứa hẹn giúp cải thiện thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Tuy nhiên là về cũng cần phải nghiên cứu thêm để đưa ra các cái giải pháp tối ưu. Xin cảm ơn.